Chào tất cả anh chị trở lại với shop Beta HCM. Hôm nay em lên đợt cá mới nha. Thì đợt cá hôm nay em lên 20 mã số cho anh chị mình lựa chọn. Thì hôm nay á là đều là cá size trung bự, không có size nhỏ nha anh chị. Nó đâu đó khoảng 4 xăng mấy luôn đuôi nha. Toàn bộ đều là cá tơ 100%. Có một vài con nó có hơi rách nhẹ một xíu. Anh chị dưỡng giúp em tầm 10 ngày hoặc là 20 ngày thì nó sẽ lành nha anh chị ha. Em có nói là em để dưỡng cho cái size nó lớn á, thành ra là em tách bầy nó hơi trễ, thành ra nó sẽ có ria hơi nhiều đó. Nhưng mà ở đây sẽ có những con nào mà có ria hay là rách nhẹ thì em cũng giảm giá cho anh chị, để anh chị mình dễ như là về cái công mình về mình dưỡng mình chơi ha anh chị. Có một con nó rất là đẹp luôn, chỉ cần tầm 10 ngày 20 ngày nó sẽ liền ha. Còn ở đây đều là cá tơ hết trơn. Thì bên em là mua trắng và tặng kèm cho máy cho anh chị ha. Mình mua dòng nào em sẽ mặc định tặng máy dòng đó cho anh chị. Còn nếu ví dụ như ở đây anh chị chọn những con yellow đi thì em sẽ tặng những con máy yellow cho anh chị. Còn nếu mà anh chị nhà mình có yellow rồi thì cứ nhắn cho em là Nhân ơi, anh muốn tặng máy Nemo hay là gì đó thì cứ nhắn cho em sẽ lưu ý và em sẽ gửi lại cho chữa cho anh chị những con máy mà bên em có theo yêu cầu của anh chị ha. Còn về chế độ bảo hành thì anh chị nhận cá cứ báo cho em tình trạng cá ha, nếu nó không khỏe gì đó cứ báo trực tiếp cho em, hoặc là có dấu hiệu bệnh hay gì đó cứ báo cho em sẽ bảo hành cho anh chị trong 1 tuần nha. Nếu mà con cá nó không qua khỏi hoặc là nó chết á thì em sẽ hoàn tiền cho anh chị, hoặc là đặt cá khác anh chị có thể chọn, em sẽ gửi lại cho anh chị nha. Quay trở lại thì cái lứa hôm nay em lên cũng rất là nhiều dòng trong đó ha. Có mấy con multi candy như con này ha, rất là đẹp. Con này khoảng 4 xăng mấy nha anh chị. Kích thước ở đây đều là toàn bộ là luôn đuôi nha. Con này đuôi star rất là đẹp. Thì thường á ra những con candy thì nhiều anh chị, nhưng mà ra mà candy multi á thì nó ra rất là ít. Đó. Nếu mà nó không ra được multi á, candy á thì nó sẽ ra như những con xanh vậy, những con quẩy trắng xanh thôi, là giờ hoàn toàn những con đó sẽ là loại bỏ luôn, nó không có giá trị nha. Còn ra được những con như hồi nãy á, thì nó thuộc hàng rất là đẹp. Bé số 5 này á, lý do em để nó 100 ha, màu nó rất là đẹp. Con cái là em tách nó hơi trễ, thành ra cái lưng á nó bị cắt, nó bị rách rất là sâu, thành ra bây giờ nó chưa có làm lại ha, chưa có làm lại hết. Thì anh chị nuôi á thì cái lưng con này á, nó còn lên rất là cao nữa. Hiện tại thì bé này đâu đó khoảng gần 4 xăng ha, gần 4 xăng, nó nhỏ hơn so với những con kia một xíu. Con số 6 này á rất là đẹp, form cực kỳ đẹp luôn. Con cái vô đây nó kẹ hơi ngáo ngáo anh chị, nên thành ra không thấy được bung cái form á. Thì anh chị nhìn sẽ có một vài cái khoảnh khắc nó bung rất là đẹp. Con này về đầu với là form thì em chấm con này rất điểm rất là cao nha. Màu thì dạng tương đối thôi, mà form rất là đẹp. Anh chị nào mà thích cái dạng mà thích form chơi form thì có thể chọn con này. Giờ mình ép ra thì đời con bảo đảm cho anh chị cái form rất là đẹp luôn. Chị thấy không, nó gồng chưa có hết lực nữa mà nó đã như vậy rồi. Đây cũng là một cái con multi candy ha. Con này thì ở trong cái bầy metallic ra anh chị, mà nó ra không có metallic nhiều ha, nó hơi nghiêng về candy một xíu. Nói chung là làm metallic cũng chua lắm ha. Ra được một cái số lượng ít những con ánh metallic đẹp thôi, còn lại thì nó sẽ ra mảng candy cũng nhiều nữa, rồi loại cũng nhiều nữa ha. Đó, như con này thì có metallic nhưng mà không có nhiều. Mã số 8 hôm nay cũng lên được đâu đó hai bé yellow copper ha. Con này cũng cái màu đen rất là nhiều. Bên này thì màu nó còn chưa đủ nha, anh chị nuôi thêm thời gian ở tầm 2-3 tuần nữa thì còn rất là đậm. Con này bình thường á, thường là những cái con màu vàng anh chị thấy á, là làm coi yellow á, cái màu vàng rất là lợt ha. Còn cái lứa này lên coi yellow của em đa số mấy con màu đậm đậm không à. Con nó chưa đủ màu, nó còn đậm như vậy rồi, thêm tầm 2-3 tuần nữa hoặc là thêm khoảng tầm 1 tháng nữa thì màu vàng cực kỳ đậm luôn nha. Rồi, anh chị nào mà thích candy multi thì cũng có thể chọn cái này. Con này cũng một dạng multi candy, nhưng mà nó không có hồi nãy á, thì có một cái con là full vảy candy với lại metallic luôn ở đuôi, còn cái con này thì nó không có. Đuôi nó sita. Bé này đúng đâu đó khoảng ngoài 4 xăng luôn. Rồi cái con yellow copper thứ hai là con này ha. Con này có một vài đốm màu đỏ nhìn cũng rất là lạ. Anh chị nào mà thích mà thuần vàng thì có thể chọn con kia. Còn thích có màu lạ độc ở trên người màu đỏ như thì có thể chọn cái này.
anh chị bắt những cái con Yellow Cooper này thì bên em vẫn có máy để tặng cho anh chị luôn nha. Máy trong bầy thì em cũng có nói với anh chị là nó bị cắn nha, thành ra là nó hơi rắc một xíu, anh chị dưỡng lại tầm 2 đến 3 tuần thì nó sẽ bắt đầu lành. Còn hiện tại thì 2 3 tuần nó cũng sẽ là căng trứng để mình ép rồi. Bé 11 thì con này nghiêng về kiểu màu độc lạ nha. Trong bầy thì ra được có một vài con là lạ kiểu này thôi. Bé này hai mắt trắng luôn, rất là độc. Còn về bộ form thì khỏi chê luôn anh chị, cực kỳ đẹp nha. Con này thuộc hàng hiếm đó, nên con này trong phân khúc là 250. Thường những cái hàng mà độc lạ thì lên là anh chị cũng tranh nhau bắt dữ lắm đó. Và cũng có nhiều anh bắt không kịp, sau đó là hỏi em là có con thứ hai không, rồi nó không có anh chị. Nếu mà có thì em cũng chia cho anh chị rồi. Thường hạt độc lạ thì nó rất là hiếm, đã gọi là độc lạ thì không có số lượng nhiều rồi. Bé này màu vàng rất là đậm luôn đó, mắt cũng mắt trắng luôn, có viền trắng rất là độc. Cá còn tơ nhưng mà màu vàng đã đậm như vậy rồi. Nuôi thêm tầm qua tháng thứ 5 thì bắt đầu cái màu vàng nó còn khủng khiếp nữa anh chị. Những cái con màu vàng đậm như vậy thì bao cho anh chị làm giống đời con mình sẽ đậm luôn nha. Bé này là một cái con Red Galaxy nha anh chị, quẩy nhuyễn luôn, quẩy kim tuyến 4 xăng. Hiện tại thì bây giờ em thấy cũng ít người làm Black Red Galaxy lắm chị. Con này thì nó là trong bầy Corret ra, dày cá lắm, rất là dày, mập ú luôn, có lên tay bơi nữa. Thường á, theo kinh nghiệm của em, những cái con mà lên tay bơi thì mình bắt mình làm giống á, cái tỷ lệ mà đời con lên màu nó sẽ cao hơn đó. Em thấy là nó cao hơn so với những cái con mà không có tay bơi nha. Tuy nhiên là những cái con tay bơi thì cái số lượng làm ra nó ít, nên thành ra là ít khi nào mà có những con lên tay bơi, hai tay bơi lắm anh chị đó. Như con này thì nó cũng lên nhẹ nhẹ, có nửa tay thôi, chứ không có được như con kia hồi nãy hai tay bơi màu đỏ. Bé này là con Multi Rusta luôn, con này cũng khoảng 4 xăng. Màu những con này ở ngoài rất là đậm nha, có thể là trong quá trình vận chuyển nó bị nhạt màu xíu, còn khoảng 70% màu so với clip em quay thôi. Chị thả ra thì nó sung lại, thì bắt đầu là màu nó sẽ đậm lại như clip nha. Bảo đảm cho anh chị là màu như clip, hoặc là có thể ở ngoài anh chị thấy nó đẹp hơn nữa. Và lưu ý giúp em một cái vấn đề, đó là khi mà con cá nó đi xa về anh chị nhận á, thì anh chị ngâm cái bịch cá khoảng 20 phút rồi mình thả ra, rồi hôm sau mình mới cho ăn. Đừng có sợ là những cái con này nó đi xa nó đói mà cho ăn ha. Tại vì nó đang trong cái tình trạng rất là mệt, mình cho ăn nữa thì con cá nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là sình bụng ha, và lúc đó là khó mà cứu được luôn. Những con này anh chị đừng có cưng nó quá là nó rất là dễ bị bệnh. Thà nó ăn ít, nó ăn đói mà nó rất là sung, còn nhiều khi ăn nhiều là dễ bị bệnh lắm nha. Nói chung là nuôi con cá beta này mình hiểu nó thì rất là dễ, còn nếu mà không biết á, mình cưng nó quá nhiều khi là rất là dễ bị bệnh luôn. Như bé này ha, bé này thì màu rất là đẹp luôn. Thường thì ra trong bầy thì không có số lượng mà nhiều con như này đâu nha anh chị. Màu con này mà cam ngã vàng nha, nhưng mà màu rất là sáng, không phải là thuần vàng nhưng mà màu sáng lắm. Vậy Galaxy cũng sáng luôn. Thì con này em nãy em có nói nè, cái hậu nó còn hơi rách ha, nên thành ra em để cho anh chị bé này 250. Con này mà không rách hậu thì con này phải ngoài 300 anh chị. Rất là đẹp, từ form tới màu luôn. Con này làm giống rất là ok rồi. Con này dưỡng đâu đó tầm 2 tuần là nó khả năng nó sẽ lành nha, 2 tuần tới 1 tháng tầm đó. Anh chị nào mà thích cái mảng tối hơn thì có thể chọn cái này. Con này thì nhìn cái màu nó tối thì nhìn con cá nó sẽ cứng cáp hơn ha, còn con nãy thì nó tươi hơn. Hai cái bộ này là hai bộ màu khác nhau ha. Đó. Bên kia thì em làm cái chủ yếu là con cha mẹ là nành vàng, còn con này thì cha mẹ nành hồng, nành tím đó, nên ra bé này. Con này cũng rất là đẹp nè, này thì không có rắc gì hết, nó form rất là ok từ đầu tới đuôi luôn. Con này thì về làm giống luôn anh chị ơi. Những cái con này mình dắt về mà chân không thì rất là uổng nha, rất là uổng luôn. Kỳ hai màu.
những cái con mà lên kỳ hai màu thì lục lạng rất là hiếm. Nhiều khi anh thấy anh chị thấy một vài clip, trong một vài clip thì em có lên được một con thì anh chị sẽ nghĩ là làm ra rất là nhiều đúng không, nhưng mà không phải nha, tại vì em làm rất rất là nhiều bầy rồi em mới tuyển ra được một vài con nó lên cái hai kỳ á. Rồi bé cuối cùng, con này là Nemo Copper. Anh chị nào mà thích cái hàng Copper mà vẫy nhiều á, vẫy gon như vậy á, thì có thể chọn bé này nha. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị có buổi tối thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp anh chị ở clip sau nha.